Thì đầu tiên Hải xin tự giới thiệu Hải. Hải tên là Nguyễn Phi Hải, hiện tại đang là giáo điều hành của Sacrilis, một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận, nhưng mà thực ra là tổ chức tiêu tiền của Hải. Thì gần như tháng nào nó cũng tiêu tiền của Hải. Nhưng mà cái nghề chính của Hải là nghiên cứu kinh tế. Hải chính là Hải người khoa học nghiên cứu kinh tế. Nó thuần về việc nó, mặc dù bạn em nó giống như kinh doanh nhưng thật sự là nó thuần về nghiên cứu kinh tế, thuần về xử lý số liệu hơn. Và thuần là về khô khan hơn là không ai kinh doanh như vậy mọi người nghĩ đâu. Những gì Hải nói có thể rất là khô khan các bạn. Hôm nay Hải tới đây các bạn tới tư cách là một người bạn chia sẻ lại hơn. Một người mà thật sự đã nghĩ là Hải già hơn một số người sinh viên ngồi đây. Một người mà đi trước một đoạn đường rồi. Và thật sự ra đã trao rất nhiều thứ mà Hải nghĩ là Hải thường nói về cuộc đời của Hải là cuộc đời của Hải, nếu mà trong những thời gian trước đó, nếu mà chỉ nói là bằng nước mắt nước máu chưa kể đủ đâu. Thành ra muốn chia sẻ với các bạn thì thật chất là biết cái đời này không có ai có thể nói cho bạn biết thế nào đúng, thế nào sai. Không có ai có thể dạy cho bạn làm này, thế này, thế kia. Thì chỉ có các bạn có quyết định cuộc đời của bạn, chỉ có niềm tin của bạn, tình yêu của bạn, và con người của bạn quyết định cuộc đời của bạn ra sao. Bạn đừng bao giờ hy vọng là đi một bất kỳ một cái hội thảo nào mà chỉ là một cái chiêu xong về nhà xong rồi xây dựng chiêu là thành công liền. Không bao giờ có. Anh Hải chỉ muốn chia sẻ lại không? Chia sẻ và lắng nghe tâm sự như một là tâm sự thôi. Chứ không phải là các bạn chuyện của Hải nó không nặng nhiều thứ là vậy. Và Hải lên đây thì không biết ai cắt giờ dưới nữa. Tức là bây giờ thì nhiều cắt giờ thì Hải là nếu mà Hải nói tới đâu thấy cái bị lối giờ 3 phút nữa. Cho nên là để Hải biết là mình đi xuống rồi đó. Các bạn nào mà từng thấy Facebook của Sacrilis sẽ thấy cái chủ đề mà của Hải diện ngày nay á. Hãy có nghĩ lên chủ đề bí mật, hãy bí chút xíu cho bí mật bạn là cuộc đời một bãi rác. Thì hãy cho các bạn thế nào cuộc đời một bãi rác. Cuộc đời trước đây của Hải là một bãi rác thật sự. Hải sinh ra trong gia đình rất là nhỏ nghèo, nói chung là hồi nhỏ Hải có hơn Hải có bốn không, biết là không đủ đồ ăn, không bạn bè, không đồ chơi và gần như là không yêu thương, bốn thứ không. Có như là tuổi thơ Hải là lang thang bờ bụi luôn. Thành ra khi mà đối với tuổi thơ thì Hải thường hay mơ, hay nghĩ khi Hải lớn lên biết mình là đầu tiên mình có nhiều tiền học nhiều tiền. Thì Hải nghĩ rằng chỉ có cách có tiền mới có được những thứ đó, có tiền sẽ có đồ chơi. Thật ra bây giờ Hải vẫn đi chơi. Nếu có chỉ có tiền thì mới có bạn bè. Tại vì Hải thấy hồi xưa mà nhỏ đi học trong lớp Hải biết mọi người sao nha, chứ đi học lớp thằng nào giàu là nó nhiều bạn. Ở nào có nhiều giàu thì có nhiều chơi, nhiều chơi nhiều bạn, mình không bạn mình có tiền mình có bạn. Sau đó thì cứ thằng nào giàu là có nhiều bạn gái, là có nhiều tình, là bạn gái đẹp, nên mình nghĩ là Phật muốn được yêu thương phải có giàu phải có tiền. Sau đó thì cứ thấy nhà nào giàu có mẹ nuôi con, có nhà nghèo có mẹ bảo vệ con, nhưng nhà nào giàu thì con ơi con bị té nhau không, dù mình té trời ai nó kêu mình đâu. Thật ra Hải nghĩ lúc đó Hải nghĩ phương pháp giải quyết mình là phải có nhiều tiền. Và sau khi Hải học xong lớp 12, Hải quyết định chạy theo con đường kiếm tiền. Hải kiếm tiền bằng mọi giá luôn. Tức là Hải đặt mục tiêu là kiểu gì cũng phải ra tiền. Cái gì mà không có tiền không làm. Tức là toàn nội không bao giờ làm thì không có tiền ra tiền. Quen bạn gái á, mà bạn gái Hải đặt mục tiêu luôn là đi ra mấy hàng rong quán chè hay là bán đồ rồi đi thẳng con đường, thì nhìn chung không có quen thì quen không có tiền. Quen thấy là phải làm cái giàu, quen bạn bè giàu quen, thì chỉ như vậy thì mình mới có thể được mục tiêu mà thì có như bạn thấy đặt mục tiêu và ý thức thì lên kiếm tiền liền. Và thật sự ấy, thì đổi là Hải vừa làm kinh tế nghiên cứu nặng về số liệu, Hải nghiên cứu số liệu từ năm 23 tuổi thì Hải gần như không có kỹ năng, bây giờ cũng không có kỹ năng, không có kỹ năng nói chuyện, không có kỹ năng giao tiếp, không có kỹ năng tiếp trình, không có phải là không có lên lợi hoặc hình gì xấu để xin làm gì, Hải mới vào luôn. Hải đã xin việc làm 12 lần phỏng vấn interview trong vòng 8 năm chưa bao giờ đậu được nữa, cãi cả phỏng vấn gửi xe. Tức là có thời điểm khó khăn nữa, Hải xin đi làm gửi xe là chắc xe lôi đó, Hải đi với một cung cấp là chưa bao giờ đậu được. Thật ra cô chỉ có không nha, chưa bao giờ đậu được, chưa bao giờ Hải đi làm công ty nào Hải là ở vị trí làm thuê thì không ai thuê nào. Bắt đầu là như thế nào kiếm Hải kiếm tiền được, thế nào làm giàu được. Ở đây năm 18 tuổi Hải đi bán hàng cho một những cái tiết kiệm tiết tại nhà đó, giao hàng tại nhà đó. Hải tính ra cảm xúc đầu tiên của Hải, Hải ghi là giá đốc công ty, vốn của Hải khởi nghiệp của công ty Hải chỉ có 150.000,
trong quy hoạch khởi nghiệp của công ty, và hãy đi đâu cũng là tôi là con cháu cha, tôi quan hệ nhiều lắm, tôi bạn bè nhiều lắm, tôi đủ kiểu lắm. Tức là hãy luôn hơi hoang thế thì mình phải tự vẽ một thế giới khác, tự vẽ một con người khác. Có khi một lúc nào đó hãy chìm trong thế giới đó, hãy tự thải con người đó luôn. Bước ra đường mình cứ tưởng là cha mẹ mình là kẻ thù. Đi đâu thấy họ hàng đó. Đi đâu đó mình kiểu gì cũng nói tiếng á. Mà hãy tự tự mình là người nói tiếng mà. Cái đường mình hãy chồng máu ra khác, họ chồng máu mình không? Và thật sự ra trong thời gian đó từ một cái cạn nhất 150.000 có một bạn tới lúc hãy kết sổ á, hãy cần kiếm tiền, hãy kiếm được một căn nhà ở quận 10, hãy mua lại được mấy bác của hãy 1.5 tỷ, một chiếc xe hơi, phải kiếm cực kỳ nhiều tiền và có cực kỳ không trò nhiều trò dòng đó chỉ trên thế giới đó thôi, tên này phải một số tiền mình. Nhưng mà trong một tuần sau đó tôi cũng phải kiếm được tiền thời thời điểm cao nhất đó, hãy từng làm ngồi ghế vending machine của Kindle, mặc dù hãy không có làm đại học. Ở đây ai học từ kinh tế rồi sẽ từng thấy hãy từng thuyết trình từ học kinh tế rồi, hãy nhớ ứng tượng ngoài luôn. Còn một thầy bên kinh tế mà thầy nói chuyện với sinh viên, thầy ấy ghi hả? Tại thầy ấy nói gì rất nghe hay, nói gì rất hết, nhưng mà hãy về trường nói chuyện và thầy ấy ghi cái bản là em đi Nguyễn Phi Hải. Thật sự thời điểm đó hãy chưa có học, nhưng mà hãy bị mê quá, thầy ấy nghe hãy nói chuyện với VCI mê quá, hay quá thì phải xạo dữ mà. Thầy đặc biết á, hồi nhỏ không có đồ chơi, thầy nữ nha, không đồ chơi, không bạn bè, không cha mẹ, không tình thương thì làm gì, ngồi tự nghĩ thôi, ngồi tự nghĩ ra chuyện kia thôi. Thôi như thế nào thì hãy nhớ hoài, hãy ép hãy gì MBA với Thiên Hải không, thế có MSG hỏi anh ơi à, hãy đi hãy các bạn đó, các bạn ép trước những MBA, ép chống MBA. Cái mấy bạn gì hỏi anh ơi FMBA phải là thì là MBA gì tài chính không, financial MBA không, anh nói đúng rồi em đúng rồi. Nhưng mà thật ra từ đầu thì phải biết là biết gì em gì không, fast MBA. Thời điểm đó cuộc đời hải rất là suôn sẻ luôn, được coi trọng nha, VTV tuần quay VTV một và tôi thấy là rất là hoành tráng, dù thật sự là gọng cuộc có tiền có nhưng mà gọng cuộc ở đây là gọng cái tấm lòng, thì chỉ kiếm tiền thằng tiền tiêu tiêu hết và may mắn như hải hãy gặp được hai gặp được lúc chọn nó học hệ chương trình này và may mắn thứ hai là nó phản hồi lại, nó đi kể lại khắp nơi tố cáo là nó giúp tôi tố cáo không được là gần như là toàn trong thời điểm có thể toàn bộ sự kiện phải tan biến lắm, hết hàng nhiều phim hết hai bị sai và gần như đi đâu rất là nhiều bạn bè hãy chơi hay nhiều khi 10 năm luôn biết hay 10 năm luôn dựng lên báo chí nói là không quen hại gần như hai sinh xuất hai bài luôn hãy mất hết. Bắt đầu hãy lúc bây giờ mới nhận ra được là một điều cuộc đời hãy có như vậy hết, toàn cứ tấm lòng không hối, không có gì chết hết. Hãy có những mối quan hệ, nhưng mối quan hệ đó chỉ tính cho bạn nhậu thôi, hãy có những tình bạn mà những tình bạn chỉ tính đến tiền vậy, cơ hội, hãy có những người yêu thật sự chỉ yêu trong trên giường đi mua sắm thôi, xuống giường là hãy nói mà trên giường là người yêu, xuống giường là bạn bè, xong hẳn đi mua sắm thì sẽ ra tiền, hãy có tiền, hãy có những cái kép và cuộc chơi mà không bao giờ thấy vui, thấy mệt. Các bạn đừng tưởng là nhiều người đi chơi suốt ngày, hầu đêm suốt sáng ở quán bar là vui, các bạn không có đâu, chỉ thấy mệt không có vui. Những cái cuộc du lịch đó, những chuyến đi xa, đi nước ngoài, đi tham quan Huế, Hà Nội này nọ, nhưng mà thật sự không hề vui vẻ, cũng không hề gấp gì, chỉ là chạy trốn. Đi cầu quá mệt quá, chạy trốn. À biết đi du lịch chúng ta thấy chạy trốn, không bao giờ sướng. Chỉ có đôi khi mình nghĩ là mình đang tội cuộc sống đó, mình trốn đâu đó thời gian đi. Mà chạy trốn, mà trốn sao vui được? Có thấy ai trốn vui chưa? Mình có. Cuối cùng cuộc đời như là khác. Rồi không tìm cái gì thật sự được. Không khác gì luôn. Thật ra cái lời khuyên của Hải các bạn, hay là đều đang đầu tiên trình này, cái là có Hải có 20 phút nữa cuộc đời này, thì lời khuyên đầu tiên nào các bạn, đừng bao giờ biết cuộc đời của Hải khác, đừng bao giờ. Các bạn luôn nghĩ nè, các bạn luôn có những hướng mọi hướng cứ muốn có nhiều hướng và cả tin điều là nó nằm trong tay các bạn, không bao giờ nằm ngoài trong tay các bạn, tại một người như Hải còn thành công được rồi, ta hay phải cứ ở ngoài đường cứ xấu em hãy đứng đây được, hãy nói chuyện được, hãy làm gì mọi chuyện được, thì các bạn không có lý do nào được. Một người mà luôn luôn bước tới cửa một nhất là bị đuổi lại một ngày mà luôn luôn bị lại trong gửi xe
luôn luôn bị ám ảnh mọi người, còn đứng đây nói chuyện về thành công các bạn làm được. Thật sự một người bỏ năm hai đại học mà đứng đây một nơi chuyện này có gì làm được, bạn luôn tự tin, không có gì không dựng được trên đời, không ai không dựng được. Các bạn có tìm hiểu cái không, thì muốn cuộc sống bạn mình không phải rời ghét, có hai vấn đề là phải làm, có hai thứ quan trọng để biến cuộc đời bạn ít nhất nó không phải rời ghét, còn thành gì tùy thuộc của bạn. Đó là trong đó bạn thứ nhất là sự trung thực, thứ hai là niềm tin. Trung thực là gì? Trung thực là khi gì bạn nói ra, gì bạn nghĩ tới, gì bạn biểu hiện, gì bạn làm và hành động nó phải hiện đúng những gì bạn mong muốn, và đừng có giả giá, đừng có đi chơi người ta, mình bày tỏ mình vui mình không vui, đừng có mà nói tốt như ta mình đang nghĩ xấu mà nói tốt, đừng giả giá. Thì thứ hai, những gì bạn làm nhưng mà kể lại những gì bạn làm phải đúng những gì đang diễn ra. Thấy người tốt, mẹ nó tốt, tôi thấy người tốt xong rồi mình ghen tức, mình nói nó xấu. Thì nếu bạn làm như vậy thì nếu bạn không trung thực, cuộc đời bạn đi chơi một bãi rác luôn. Tại tất cả mọi hướng đều giả dối, mà không có người bạn trung thực. Lúc đó hạnh phúc của bạn, hạnh phúc là một bình yên á, chỉ là hướng xa xỉ thôi. Thì bạn không bao giờ có sự bình yên, không bao giờ có hạnh phúc. Nếu cuộc đời bạn chặt một tiêu bằng tiền, tất cả là tiền, thì bạn sẽ nhận được tất cả chỉ là tiền. Bạn làm vì tiền, bạn sẽ được có tiền, mày không có gì hết. Đừng bây giờ thì hãy trung thực. Trung thực là một điều rất khó khăn. Thứ nhất là luôn trung thực thường thiệt thòi. Tại thường thường mà nói từ lời nói thiệt ra cái đầu bị chửi. Đa số là bị đuổi việc, bị thất nghiệp, là bị đủ kiểu cho nhé. Trung thực thật sự thiệt thòi. Thật sự. Nhưng mà trung thực nó cho bạn một thế giới khác. Nó cho bạn sự bình yên. Nó không phải đối phó. Mỗi tối bạn về bạn ngủ ngon nhất, không cần phải nghĩ rồi bạn đối phó ngày này kia. Ở khi nói chuyện bạn nói thoải mái luôn. Có hố không sao. Thì nếu bạn mà nó dối hố rồi bạn này. Đúng không? Là sự bình yên. Mình hạnh phúc, mình vui vẻ. Bạn đi chơi với bạn không cần phải lo là mình chơi xong về không có chuyện gì không? Bạn biết không, ngày xưa Hải đi làm á, Hải không mình yên đúng hết. Có tay là cầm, có cầm điện thoại nè. Không bấm nhắc ở túi. Để nhắc ở túi mất thời gian móc ra. Tại đủ kiểu á, phải đối phó. Đủ hướng kinh doanh phải đối phó. Đủ hướng phải làm. Ngày á, nhiều khi á, người ta gọi điện thoại mình không có nghe mà phải nghe thì không nghe chết. Và chưa kể có khi đâu, tụi nó báo mình tin gì mình. Ví dụ mình nó xạo mình tiết lộ mình. Cuộc sống không ai cuộc sống. Hay là phải trung thực. Thứ hai trung thực đô thì trung thực cũng cần sự can đảm nha. Có khi nói gì rất là khó làm trung thực, rất là khó. Ví dụ như hỏi bạn trai nè, lần cuối cùng của bạn cũng dâm là bao giờ? Nó thì khó, nó đi ai cho nói? Khó lắm, thật rất là khó. Tới chị mà, mình kiếm chị tới chị, nó nói thiệt. Đúng không? Và thật sự, ở đây bao nhiêu người đã từng tôi biết không? Không? Hãy đầy hồi xưa hãy nhớ thầy Trùng Sơn lúc còn sống thầy nói nếu mà thầy hỏi có 10 bạn sinh viên mà có 10 bạn mà nói là mình không có dâm thì có 9 người là nó dốc còn người kia nó xạo. Dạ cũng có một điều nhỏ là đấy là trung thực cực kỳ khó nói, cực kỳ khó sự can đảm. Có khi mình gặp bạn gái mình thích cô gái mình đang cua quen đó, mình nói yêu cô ấy là dễ rồi, mình nói mình chỉ hơi anh chỉ hơi yêu em thôi, khó thật sự. Là đôi khi lần đầu tiên mà gặp gỡ ít khi nào mà thật yêu thật sự luôn, mình chỉ khoái mong hay đủ biết chuyện chưa chắc yêu mà dám nói điều đó không? Bây giờ dám nói với bạn gái mình anh chỉ khoái mong em không dám nói đâu. Nhưng mà thật sự á, nếu người đó là chắc chắn là chuyện đó thì người đó là một tình yêu thật, còn không thì tình yêu giả. Những lời nói ngon ngọt thì tình yêu giả. Một chuyện thứ hai con nãy nói rồi nè, chữ tay luôn còn 3 phút nữa rồi. Dạ. Nói cho nhanh. Thì cái cần thứ hai cần là cần niềm tin. Niềm tin cuộc sống này. Chúng ta sống trong xã hội rất cực kỳ hỗn loạn luôn. Kinh tế như Hải nói thường nói 7 năm liền đi xuống không đi lên. Sàn cổ phiếu là không biết làm gì luôn. Chỉ có đường đi xuống thôi. Rõ ràng một giá mỗi năm nó tăng. GDP tăng mỗi năm 7%, nhưng mà lạm phát nữa còn có hàng số. Giá cả tăng, rồi lừa đảo cũng nhiều, trộm cắp cũng nhiều. Bây giờ trộm cắp ghê lắm á. Ở đây có ai chưa gặp trộm cắp gì chưa? Chưa gặp ai chưa gặp trộm cắp mà chưa bị người quen không thấy bị trộm cắp. Giờ lên 2-3 người. Ai mà chưa từng bóp điện thoại cho lên á. May mắn, được lắm. Kỷ lục của Hải là 1 năm bóp 11 cái điện thoại. Hải nói thật á, các bạn may mắn. Mày gái hiểu mày nói vài năm nữa đi. Tại bây giờ cướp việc nó nhiều lắm. Thở ra là mất tiền, để quên bóp là bóp. Để quên được bạn bàn quán ăn, quay ra là mất điện thoại.
phải không, đầy nỗi lo. Nhưng mà nếu mà cái gì bị vậy mà mất niềm tin thì các bạn ước là đáng tiếc, tại cuộc sống lại lúc đó cũng không tin được như vậy khác, không hy vọng, không tin ai á, đường sang đây không thôi. Chưa sáng nay là đi phát tờ rơi, phát tờ rơi hôm nay, bán ít vé quá, hôm nay phát vé miễn phí tại công viên 239, công viên có gì cũng tập á, phát vé thì có những bạn vừa tới nơi trước thì không anh đi mặc dù chương trình biết đó là cấp anh gì giải nổi tiếng rất là hay, ai nổi tiếng anh Quỳnh cũng nổi tiếng, anh Giao, anh Hùng, anh Phúc, ai nổi tiếng không ai chịu sức đề defend cao á, sức chống cự cao á, có thể vậy sống có vui không? Không vui thật sự luôn, tại vì thực ra các bạn biết không, tất cả các bạn đi chơi hoài chịu không có vui đâu, không vui đâu, đi chơi không có gì vui, đi chơi vậy quá buồn, vậy cũng tự kỷ nữa. Có sự thật các bạn, tại bạn không niềm tin, bạn bắt buộc tin cuộc đời, bắt buộc tin ai đó để sống. Nếu mà trong cuộc đời bạn không có ai niềm tin, bạn sợ bị lừa, đi đâu đường cũng sợ bị lừa thì cuộc đời cũng rất là buồn chán. Nên hãy muốn nói các bạn, dù gì đi nữa, bạn tin được cuộc sống này, tin được cuộc đời, tin được ai đó, thì chỉ niềm tin là sự trung thực, biết của bạn đó cuộc đời thật sự trung thực của bạn ghét. Đừng bao giờ để làm gì đó, đừng bao giờ sống cuộc sống mà không tin ai. Đừng bây giờ luôn nghi ngờ, bạn luôn biết là dù bạn có bị lừa đi nữa thì một lần nào đó cũng là phải trả lại thứ hai. Hôm nay là bị lừa 1 triệu thì ngày mai là chút số 10 triệu, hãy nói thật đó, ta sẽ thấy cuộc đời rất là phải lây, mình đừng sợ bị lừa. Nhưng nếu mà mình đóng cửa cho cơ hội đến thì cơ hội không đến, còn bộ cao quá mà đâu có cơ hội được. Nếu mà bạn không yêu thương người nào đó thì bạn không có cơ hội. Cái một trong những cái người mà đã nâng đỡ suốt đời đã luôn mà lúc hai sinh sống không mất hết mọi người ấy, là một người hiện tại bây giờ hôm nay là mới nhắn tin anh không đi được nhận cái chuyện của họ tiếng. Thì cô ấy á, có lần đầu tiên gặp cô ấy rất là ghét, thì rất là xạo, thì mình là xạo mình cứ dễ dàng phát hiện tín hiệu của xạo kia. Cô ấy nói 10 điều phải không tin điều nào luôn á. Nhưng mà cô ấy nói là cô ấy muốn theo đại học kinh doanh, tại cô ấy là người thiết kế thời gian, học đại kiến trúc, hay muốn đại học kinh doanh, muốn học cái việc viết marketing này nọ rồi. Cô ấy là đương nhiên Vũ Hải dạy miễn phí, thì Vũ Hải mới thử tin rồi. Cô ấy bây giờ hãy không tin hành động của người của nó, hãy không tin hành động của ấy, hãy tin là con người của nó. Thật sự mấy lúc mới nói như này, suốt thời gian đã bị mà xin đanh, chỉ có người biết không bỏ hãy không. Cô ấy và cái bộ áo này thôi, cái quần này thôi. Như ông ấy là ở đây xin các bạn luôn tới Thảo Đăng Thư của Sư Vui, một người mà nếu mà xúc á là cái ghét gì mấy người hay nó có vẻ hơi thích đại sự đó, nhưng mà cái yêu quay thì mấy người rất đáng tin. Câu chuyện này minh chứng là bạn đời cuộc đời này luôn luôn người đáng tin, cãi cái hình là nó dối bạn thì chỉ tại con người không tin được, người ta nói dối bạn mà trong tấm lòng những thương bạn thì nên trân trọng. Đừng bao giờ giận nhau gì mà nói dối, hãy tin tưởng người yêu mình mới nói dối câu này nhảy dựng lên rồi mà mình thua. Còn cuối cùng đây là cái lời cuối cùng hãy nói với bạn thì hãy cũng biết là hết của bạn. Đây là một cái câu nói mẹ nói cách đây khoảng 1 năm lúc mà hãy khai trương chương trình online TV. Hãy nói là các bạn biết không, chưa có đất nước nào như nước mình, chưa có đất nước nào nghèo khổ và đau khổ như mình. 4.000 năm lịch sử thì gần như là 3-7 năm là bị lô hộ, bị nô lệ, bị lệ thuộc, chưa có đất nước nào chiến tranh tàn phá như nước mình. Hết Pháp, hết Mỹ, hết Trung Quốc, và bây giờ sắp sửa tới một nước khác, một cuộc chiến khác. Chưa nước nào cũng bị Mỹ dân bị đủ thứ gì đời nữa. Thì chính như vậy, chúng ta sống đất nước mà cực kỳ như vậy, chúng ta phải cố gắng làm sao cứu đất nước mình. Hiện tại chúng ta đang bị hai vấn đề, hai to quan trọng nhất. Thứ nhất là này, ô nhiễm thực phẩm, đúng không? Ăn gì cũng thấy sợ chứ. Thứ hai là ô nhiễm trang hóa, đi đâu cũng thấy lộ hàng chứ. Rồi đi đâu thấy xét đủ trò thôi, không âm nhạc thì âm nhạc những người ca sĩ chuyên nghiệp, những người có tâm có tầm thì không thấy đâu, tại vì họ phải hiểu không, các bạn lên mạng là đối với những người ca sĩ mà hát như chị Công Sơn hay đi thì các bạn đâu có nghe đâu, là lên mạng là tải nhạc xuống, tải cái ti xuống, họ không có chỗ để hát, không còn tiền mà chết. Thôi những ca sĩ mà tào lao đi nhảy múa đi coi bài đi coi nhạc họ có tiền thì coi rồi sống được. Các bạn chính các bạn là người giết cho nghe chính thức,
rằng là ô nhiễm thanh hóa và khu vực sống là một cái đống con gai không biết đống gì luôn. Vừa ô nhiễm độc ẩm mà vừa ra ô nhiễm thanh hóa. Kể quyết thì đọc 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 tàn ấy, anh nói thật xin lỗi, tàn ấy cũng tào lao cũng cút luôn. Ô nhiễm thanh hóa thì cảm ơn các bạn, xin các sinh viên đây và gọi là những người lớn luôn. Thật sự cần chú tâm gì không? Khi mà mình muốn làm gì, mình nghĩ nước mình, hãy giúp mình và những người xung quanh mình. Hãy mong đó, thật sự ra hãy mong cứ mơ như vậy là tới giờ này không lên thì tiền. Hãy mong làm sao trong tất cả chúng ta sống hạnh phúc và vui vẻ. Và đó là mục tiêu lớn nhất của Zacharias, một đứa tự học. Thì thật sự hãy mong quen, hãy cố gắng từ tâm của mình, từ cái khả năng của mình, hãy làm sao đóng góp một phần cho công việc đó. Việc có thể là thể rất là nhỏ, có thể là chỉ bỏ 100.000 định ủng hộ từ thiện, có thể các bạn làm viết những bài blog để của bạn bè hay gia đình. Nhưng mà bạn biết mỗi hành động của bạn là cúng, tức là ủng hộ cái đẹp tồn tại. Mỗi hành động bạn làm sai bạn chỉ trách đẹp. Nếu bạn nghe nhạc, bạn cứ bỏ tiền đi coi những cái nhạc lao vậy thì bạn nuôi cái nuôi âm nhạc lao và viết âm nhạc chính thức. Nếu bạn bỏ tiền cũng nghe những chương trình nghệ sĩ tốt thì bạn đang nuôi cái tốt. Nếu bạn làm những chương trình tốt thì bạn các bạn tìm ra những hội thảo tốt thì bạn sẽ nuôi những gì càng tốt thì họ lại phát huy lên. Còn nếu bạn đi những chương trình hội thảo mà đã cắt, đã bị giết chết, cũng là bị giảm.